Anh em chào mừng anh em đã đến với cửa hàng Tùng Audi Hoài Dương. Lô hàng mới của Levic phiên bản quản lý nguồn đợt này đi đơn rất nhiều cho anh em khách hàng, đó là phiên bản 1068 Plus. Và hôm trước em Tùng có thông báo cái video clip về cái phiên bản này về số lượng hàng 100 bộ đấy. Em thấy rất nhiều bác anh em quan tâm, đặc biệt là đặt hàng liên tục bên cửa hàng Tùng Audio. Hôm nay bên em trước khi gửi hàng đi tiếp tục làm video clip nữa về dòng sản phẩm quản lý nguồn model mới này để các anh em có thể trải nghiệm cũng như là chúng ta mang về phòng hát gia đình để bảo vệ an toàn dàn máy thiết bị của anh em. Cần có một thiết bị bảo vệ an toàn, hãy lựa chọn ngay cho em thiết bị quản lý nguồn đến từ Levic nha các bác. Và đợt này thì bên cửa hàng em đang xạo với mức giá là 1.100.000 đồng tới từ phiên bản 1068 Plus. Đây là một thiết bị rất là quan trọng để bảo vệ bộ dàn máy âm thanh. Nếu anh em đã từng gặp phải những hiện tượng xảy ra như là cháy chập lổ dàn máy thiết bị thì các bác sẽ biết cái công dụng của quản lý nguồn thật sự nó quan trọng đến như thế nào. Và ngày hôm nay sẽ là một trong những phiên bản mà anh em đặt hàng rất nhiều trong những ngày qua, đó chính là quản lý nguồn Levic 1068 Plus. Và đang giảm giá cho anh em xuống giá chỉ còn 1.100.000 đồng, các bác sẽ sở hữu ngay cho mình một phiên bản quản lý nguồn rất chất lượng, đầy đủ tính năng tiện ích. Ngoài công dụng bảo vệ nguồn, bảo vệ an toàn thiết bị điện ra thì quản lý nguồn sẽ có thêm rất nhiều công dụng khác nữa. Ngay bây giờ thì cùng anh em đi tìm hiểu xem công dụng tác dụng của quản lý nguồn và những em đặt hàng trong ngày hôm nay sở hữu phiên bản quản lý nguồn này có tác dụng gì trên bộ dàn máy nhá. Đầu tiên là về thiết kế giao diện, phiên bản màu đen là phiên bản đến từ mẫu Levic 1068 Plus ở lô hàng hiện tại. Đấy, bản màu này thì nó rất dễ phối đồ. Chúng ta sẽ có rất nhiều cắm được trang bị trên chiếc quản lý nguồn này, bao gồm 8 ổ cắm phía mặt sau. Đấy, và cộng thêm 2 ổ cắm phía mặt trước, tổng cộng sẽ có tất cả là 10 ổ cắm anh em nhé. Có một chiếc mặt màn hình hiển thị nguồn áp và các phím số để anh em thể nhìn thấy trên này đang ở ký hiệu đèn lá xanh lá cây, tức là đã có trạng thái cấp điện. Và đương nhiên rồi, khi các anh em cắm các thiết bị trên quản lý nguồn thì các cái công tắc ở các thiết bị đó sẽ thay thế bằng các phím số. Như vậy chúng ta bật tắt các thiết bị nó rất là đơn giản. Chúng ta sẽ không cần phải thao tác bật tắt trên các cái công tắc ở trên thiết bị nữa, mà chúng ta sẽ thao tác trên thân máy của quản lý nguồn. Như vậy chúng ta bật tắt nó dễ dàng hơn, bởi vì đa phần là anh em nhận hàng về chúng ta được kiểm tra hàng mà. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ cắm các thiết bị trên quản lý nguồn đấy, và vừa để bảo vệ an toàn này, và chúng ta sẽ có cái công dụng đó là bật tắt các thiết bị điện một cách dễ dàng khi mình ra để thiết bị tủ đồ. Thì có rất nhiều các thiết bị lại có công tắc nguồn mặt sau. Em thấy là rất nhiều thiết bị hiện tại thì họ vẫn trang bị công tắc nguồn phía sau. Đấy, nên là khi mà chúng ta để vào trong tủ đồ thì rất là vừa vặn rồi. Nhiều khi là các anh em muốn bật muốn tắt, nếu như chưa quản lý nguồn, đa phần là các bác phải rút ổ điện ra, hoặc thậm chí là chúng ta phải là luồn tay ở phía bên trong và chúng ta bật hoặc tắt. Như vậy là nó rất là bất cập. Nhiều khi chúng ta sử dụng bật tắt như vậy nó thật sự rất là nguy hiểm với nguồn điện. Và có một cách rất đơn giản, khi mà chúng ta cắm quản lý nguồn về thì đương nhiên chúng ta sẽ thao tác bật tắt theo chế độ từng cộng từng thiết bị bằng cách là nhấn vào các phím bấm mềm trên này để bật tắt từng thiết bị từng cộng. Như vậy chúng ta không cần phải thao tác bật ở trên thân máy của các thiết bị nữa, và kể cả là cái công tắc nguồn đó có ở cái vị trí nào khó khăn đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể bật tắt ở trên quản lý nguồn rất là đơn giản. Và bật tắt thay thế bằng các nút công tắc thì nó sẽ bằng ký hiệu số, ta có các chế độ bật tắt từng cộng từng thiết bị. Đấy, nhấn trực tiếp vào các phím bấm mềm trên này cho em. Khi mà đèn chuyển màu tối tức là đang ngưng trạng thái cấp điện, còn khi mà chuyển sang màu xanh lá cây tức là đã có trạng thái hoạt động bình thường. Và đó là cách đầu tiên để anh em bật tắt các thiết bị theo chế độ từng cộng. Và cách thứ hai thì anh em có thể bật tắt toàn bộ hệ thống dàn máy đây bằng cách là nhấn cho em thao tác nút SVK, nhấn kích hoạt chế độ tự động, máy sẽ tự động tắt hoặc bật. Ở đây các bác đang được nhìn thấy nó đang tự động tắt đây ạ, tắt từ 8-11 này. Đấy, các cái cổng màu xanh nó bây giờ nó chuyển hết sang trạng thái màu tối thôi, tức là đã ngưng trạng thái cấp điện rồi. Chúng ta muốn bật lại nhấn một lần nữa vào nút SVK, nhấn một nút bật được cả toàn bộ dàn máy hệ thống, và nhấn một nút này tắt được toàn bộ hệ thống dàn máy đi. Rất đơn giản, rất chuyên nghiệp. Và đương nhiên các bác hãy cắm cho em các thiết bị trên quản lý nguồn sao cho đúng quy trình trình tự. Các thiết bị điện các bác cắm cho em theo quy trình như sau. Các cái đường cộng tín hiệu đầu vào các bác cắm trước cho em. 1, 2, 3, 4 các bác cắm cho em mic, vang, lân tiếng, lọc xì, những cái cổng lưới tín hiệu đầu vào các bác cắm trước. Và cuối cùng là âm ni công suất cục đẩy các bác cắm cho em 6, 7, 8 những cái cổng cuối cùng, để khi mà chúng ta muốn bật muốn tắt dàn máy âm thanh, ta sẽ thao tác trên nút FVK. Như vậy bật tắt nó sẽ đơn giản hơn và nó sẽ không có hiện tượng kêu lổ lục bục vào loa nữa. Rất nhiều bác bật tắt có hiện tượng kêu loa, nhưng khi đã có quản lý nguồn về thì đương nhiên chúng ta bật tắt nó sẽ không có hiện tượng đó xảy ra, bởi vì chúng ta đã cắm đúng quy trình các thiết bị rồi. Đấy, cứ thế mà thao tác trên nút FVK thôi, rất là đơn giản và rất là dễ dàng cho anh em bật tắt các thiết bị điện. Đấy là công dụng thứ hai đến từ quản lý nguồn. Và công dụng đầu tiên và công dụng quan trọng nhất của quản lý nguồn đó chính là bảo vệ an toàn. Chúng ta sẽ có áp chụp cháy C63 để quan nhìn của em. Áp này áp tự động như quá. Khi mà có vấn đề lỗi cháy chập đổ áp quá tải xảy ra với thiết bị điện thì ngay lập tức áp này sẽ tự động ngắt cầu ra, tất cả nguồn áp cấp vào ngưng ngay, không cho trạng thái hoạt động nữa, không để nguồn áp nó chạy sang gì khác làm cháy, làm chập, làm ảnh hưởng đến bộ dàn máy thiết bị của anh em. Như vậy chúng ta sử dụng nó rất là an toàn và rất là bền bỉ. Và đó là công dụng từ quản lý nguồn đấy, phiên bản 1068 Plus, vừa hỗ trợ bảo vệ an toàn này, vừa hỗ trợ bật tắt các thiết bị điện rất đơn giản chuyên nghiệp với hai chế độ bật tắt tự động và bật tắt từng cộng. Và chưa hết các anh em,
Với những phiên bản quản lý nguồn đời cao hiện tại thì đã được tích hợp thêm lọc nguồn. Thế là những cái phiên bản mà có lọc nguồn nội thất như thế này ấy. Các anh nhìn của em ạ, nội thất có lọc nguồn ấy, thì nó sẽ có một công dụng bên lề nữa, đó chính là lọc nhiễu, lọc cái chất lượng nguồn điện sạch. Nên khi chúng ta chơi thì nó sẽ tránh hiện tượng sụt sôi, dàn máy tốt hơn với những phiên bản mà có lọc nguồn. Đây các bác, chính là cái cuộn đồng này đây ạ. Khi mà chúng ta cắm các thiết bị thì cái cuộn đồng này nó sẽ lọc cái nguồn điện luôn. Đấy, và anh em chơi thì nó có cả rơ le, cả lọc nguồn, thì rất là an toàn rồi. Đây là một trong những phiên bản quản lý nguồn vô cùng chất lượng đã được trang bị lọc nguồn, mà giá chỉ có 1.100.000 đồng thôi, mức giá quá hấp dẫn phải không ạ? Đấy, như vậy anh em đã biết tại sao anh em đặt hàng rất là nhiều với phiên bản này chưa ạ? Một trong những mẫu quản lý nguồn rất chất lượng, không chỉ là chơi gia đình đâu, anh em có thể làm phòng trà, sự kiện, sân khấu mini với thương hiệu DBX thì chắc chắn anh em cũng đã quá là quen thuộc rồi. Bền bỉ, tải cao, dễ sử dụng, giá rẻ. Anh em có nhu cầu cần mua hàng liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình để hàng sẽ qua cho mình thiết bị bảo vệ nguồn an toàn, giá rẻ, dễ sử dụng bên em. Và xin kính chúc các anh em nhận hàng ưng ý và sở hữu cho mình một cái mẫu sản phẩm quản lý nguồn chất lượng, bảo vệ an toàn dàn máy thành gia đình nhá. Xin chào các bác.